Rồi, may dạo Phước Tân luôn nha cả nhà ơi. À, cặp may này có mã số là A5 hết cả nhà. Mã số là A5. Rồi. À, cây cao là khoảng 50 nha. À, tán ngang là khoảng 45. Mai đang ươm nụ luôn nha cả nhà. Đây, mai đang ươm nụ luôn nè. Nè, mai đang ươm nụ luôn nha. Nụ mai Phú Tân thì nó nhỏ hơn cái nụ của mai Dảo, nhưng mà nở bông rất là đẹp luôn. Bông to ha. Bông to rất là đẹp. Rồi mai đang ươm nụ luôn ha cả nhà. Rồi mai đang ươm nụ luôn ha. Cây thì đã liền cốt rồi nha. Cây đã liền cốt rồi. Rồi cặp mai này em bao ship cho cả nhà ha, ship tính hơi luôn ha. À, giá của cặp mai này là 500k nha cả nhà. Và khi em bao ship á là em sẽ bỏ chậu ha. Và em sẽ bỏ bầu. À, cả nhà chuẩn bị giúp em là cái chậu 2 ha. À, mình bỏ cây vào nó vừa, nó sẽ phát triển tốt nha cả nhà. Rồi cả nhà ưng ý cặp mai này thì chọn mã số A5 giúp em nha.